Hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình muốn khoe bài chó của mình ươm ra đây mọi người ơi. Đây nha mọi người á. Dòng này là dòng Rottweiler nha. Một dòng khá nổi tiếng tương ứng với dòng bạch rê á, rất là đẹp ha. Hôm nay là mình đang bắt đầu vô vaccine nè. Vaccine mùa 2 cho các em nó. Dòng này có số ký cực kỳ lớn nha mọi người. Thường dao động khoảng 45 cho tới 55 ký á. Và bài con tới hiện tại là 65 ngày. Nếu mà mọi người thích có một nhóc mà to to bự bự mà ngầu ngầu á thì mọi người cứ sắm một bé rốt nha. Đây, bây giờ mình thả xuống để mình coi cái độ lanh lợi nó này. Đó, bây giờ mọi người coi cái chân nó to không? Nè. Đó, bằng cái lon Coca mà mọi người uống luôn nha. Đấy. Rất là to và mình có bài này mình để nuôi chơi thôi. Mình cũng không mua để bán hay là mục đích kinh doanh gì hết. Quay video để làm kỷ niệm thôi mọi người ha. Giờ bắt đầu mình cho tụi nó vô để bắt đầu mình tiêm ngừa nè. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình để xem thêm nhiều video hay hơn ha. Cảm ơn mọi người nhiều.